Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, thần tài và thổ địa chắc hẳn không còn quá xa lạ gì đối với mỗi gia đình Việt. Đây là hai ông thần được thờ trong một cái tủ thờ đặt ở dưới đất và ở một góc nào đó trong nhà, thường là lối đi vào của các cửa hàng kinh doanh. Trong công việc kinh doanh, làm ăn thì thắp hương thần tài, thổ địa được cho là đem lại những điều may mắn, suôn sẻ. Thắp hương thể hiện được lòng thành kính, tâm tư, tâm cầu ý nguyện đối với các cụ bề trên. Không chỉ vậy, việc thắp hương còn được coi là một sự kết nối giữa hai thế giới đời thực và tâm linh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thắc mắc rằng nên thắp hương thần tài mấy nén là hiệu nghiệm cũng như ý nghĩa của việc đốt nhang, đèn cho những vị thần linh này là gì? Để có thể giải đáp thắc mắc này, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong thủy Sa Cát tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Trước khi cùng nhau tìm hiểu về thắp hương trên bàn thờ thần tài mấy nén là linh nghiệm, các bạn cần phải hiểu được ý nghĩa của việc thờ cúng cũng như thắp hương cho thần tài và thổ địa. Bên cạnh đó, kênh Phong thủy Sa Cát cũng xin chia sẻ về ý nghĩa của số lượng nén nhang để các bạn có thể biết được việc cúng thần tài thắp mấy nén hương là hiệu nghiệm nhất. Đầu tiên, ý nghĩa của việc thắp hương thần tài, thổ địa. Từ ngày xưa, con người đã tìm ra cách tạo nên lửa, và lửa sẽ đi kèm với khói. Bên trong khói sẽ có đi kèm theo những mùi hương khác nhau, tùy thuộc vào loại vật liệu được đốt. Nhất là đối với nhang đèn được làm từ vật liệu tạo ra mùi hương hết sức thanh cao, nhẹ nhàng, mang đến sự trang nghiêm và ấm cúng. Theo quan niệm của người xưa, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Khi thắp nhang, thắp hương, gia chủ chỉ cần thể hiện. Khi thắp hương, thắp nhang, gia chủ cần thể hiện sự khẩn thiết để việc cầu mong thành hiện thực. Khi thắp hương, thắp nhang, gia chủ cần thể hiện sự khẩn thiết để việc mong cầu tấm lòng thành kính của mình sẽ quyện theo làn khói thơm hướng về cõi thiêng liêng để cho các đấng bề trên biết được. Nhất là khi thờ cúng các vị thần linh phù hộ cho công việc làm ăn như ông thần tài, thổ địa. Trong dân gian, ông bà xưa có nói rằng hương khói có thể đến tận thiên đàng, nơi ngự trị của các vị thần linh đấng sáng tạo. Và việc thắp nhang đèn sẽ thể hiện sự tôn kính, thờ phụng và mang tâm tư của người nguyện cầu đến với các ngài. Số lượng nén hương được thắp có ý nghĩa như thế nào? Thứ nhất, thắp một nén hương. Việc bàn thờ thần tài thắp mấy nén hương không thể nào được thực hiện tùy tiện mà phải dựa vào nhu cầu và sự hiểu biết. Mọi người nên thắp một nén hương cho ông thần tài, thổ địa vào mỗi buổi sáng khi mở cửa hàng, công ty. Số 1 chính là con số dương thể hiện cho người còn sống. Gia chủ nên đốt chỉ một nén duy nhất để thể hiện sự thành kính, cầu mong bình an, may mắn, sự phù hộ độ trì đến từ thần linh, thần tài, thổ địa. Đây còn được gọi là nén nhang bình an. Thứ hai, thắp 3 nén nhang. Đa phần các gia đình hiện nay đều đang thắp 3 nén hương trên bàn thờ, tương ứng với số bát hương. Nhưng bạn có thực sự hiểu rõ về ý nghĩa của việc cắm 3 nén hương trên bàn thờ hay chưa? Trong phong thủy, số 3 là số dương, số 3 còn thể hiện rất nhiều ý nghĩa. Việc thắp 3 nén hương lại thể hiện một ý nghĩa đặc biệt khác. Theo Phật giáo, con số 3 này thể hiện cho rất nhiều điều. Thứ nhất là Tam Bảo, là 3 ngôi báu của Phật giáo, bao gồm Phật, Pháp, Tăng. Thứ hai là Tam Giới, hay còn gọi là Tam Hữu, gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thứ ba là Tam Thời, là thời gian bao gồm quá khứ, hiện tại và tương lai. Thứ tư là Tam Vô Lậu Học, là thoát khỏi của tam giới niệm, bao gồm giới, định, tuệ. Còn trong phong thủy sẽ là thiên, địa, nhân, mang ý nghĩa cầu xin thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chưa hết, trong Phật giáo, ba nén hương này còn có ý nghĩa tượng trưng khác. Như đầu tiên là giới, giới hương.
Lá nén đầu tiên biểu đạt lòng quyết tâm, từ bỏ thói hư tật xấu, loại bỏ tâm niệm xấu xa của mình. Thứ hai là định, định hương. Là nén hương thứ hai biểu đạt ý hy vọng đối với bất kể sự việc nào xảy ra thì bản thân đều bình tĩnh được. Thứ ba là huệ, huệ hương. Là nén thứ ba biểu đạt ý khẩn cầu bản thân mong đạt được trí tuệ, được gia ngộ và có duyên gặp được Phật tâm. Khi gia chủ thắp ba nén hương có ý nghĩa là thể hiện sự trung thành, thành tâm, cầu mong may mắn, sự vững chãi, làm ăn tiến tới. Thứ ba, thắp năm nén nhang. Thắp năm nén hương còn được gọi là thiên địa ngũ hành hương hay còn gọi là âm dương ngũ hành hương. Con số năm ở đây tượng trưng cho năm phương trời đất, năm hướng thần linh. Trong phong thủy thì ngũ hành là năm nguyên tố: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thông thường thì trong một dòng họ, dòng tộc, quốc gia hay tập thể có việc gì đại sự thì mới thắp năm nén hương, vì điều này tượng trưng cho cầu ngũ phương, ngũ thổ, ngũ hành, có nghĩa là khắp trời đất chứng giám lòng thành của người đại diện cho một dòng tộc, địa phương, đất nước, cầu mong cho quốc thái, dân an. Thứ tư, thắp bảy nén nhang. Thắp bảy nén nhang còn được gọi là bắt đầu thất tinh hương, với tên gọi theo thứ tự là Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Khai Dương, Ngọc Hoành và Giao Quang, là những vị thần linh cai quản tam giới. Thắp bảy nén hương cùng lúc để mời gọi thần linh, thiên tướng. Nếu không quá cần thiết thì cũng không cần thiết phải thắp tới bảy nén hương. Thứ năm, thắp chín nén nhang. Theo các chuyên gia về phong thủy thì thắp chín nén nhang còn được gọi là cửu cửu liên hoàn hương, cắm nhang theo thứ tự ba hàng và ba cột. Ở trên là mời Ngọc Hoàng Thượng Đế, dưới là mời Thập Điện Diêm Vương. Thắp hương với chín nén là mang tín hiệu để cầu cứu, chủ yếu rơi vào trường hợp bất đắc dĩ và hầu như không có sự trợ giúp của con người thì mới nên sử dụng, với hy vọng Ngọc Hoàng Đại Đế cũng như là Thập Đại Diêm Vương hỗ trợ cứu giúp muôn dân. Vậy bàn thờ thần tài thắp mấy nén hương là phù hợp? Việc bàn thờ thần tài thắp mấy nén hương còn phải tùy thuộc vào nhu cầu và tâm tư của người mong muốn. Nếu gia chủ muốn cầu xin bình an, làm ăn may mắn, buôn may, bán đắt thì tốt nhất chỉ nên thắp một nén nhang. Nếu như mới lập bàn thờ thần tài, thổ địa hoặc bốc bát hương mới cho bàn thờ thì nên thắp ba nén. Còn trong việc thờ cúng thần linh, cầu xin cho gia đình, ông bà tổ tiên thì nên thắp ba hoặc năm nén nhang. Trong những trường hợp cần nhờ đến sự giúp đỡ của thần linh, thiên binh, thiên tướng thì dùng 7 hoặc 9 nén hương. Đối với một ngày trọng đại, cầu mong sự bình an to lớn trong một năm như ngày vía thần tài thì mọi người nên thể hiện sự long trọng, lòng thành nhiều hơn. Nếu các gia chủ thắc mắc ngày vía thần tài thắp mấy nén hương thì kênh Phong Thủy Gia Cát xin được giải đáp là hãy dùng 3 hoặc 5 nén là hợp lý và đúng ý nghĩa nhất. Đặc biệt là đối với 5 nén có ý nghĩa cầu chúc cho cả gia tộc, dòng họ cũng như đất nước được an bình, làm ăn phát đạt, vạn sự như ý. Quý vị thân mến, việc thắp hương thờ cúng thần tài, thổ địa là việc hết sức cần thiết. Nhưng bên cạnh đó, quý vị và các bạn cũng phải nên lưu ý vào việc cúng, đốt hương vào giờ nào cho linh thiêng và hợp lý. Vậy nên thắp hương thần tài, thổ địa vào giờ nào mới tốt? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình. Thần tài, trên bàn thờ thần tài thường xuất hiện hai vị là thần tài thổ địa. Thường xuyên thắp hương cho bàn thờ thần tài tại cửa hàng là điều bày tỏ lòng thành kính và sự kính trọng tại tâm của gia chủ đối với hai vị trí này. Điều mà bạn nên làm hàng ngày trước khi mở cửa chào đón ngày mới để đón một ngày mới đầy tài lộc. Bạn nên thường xuyên để mắt và chăm sóc bàn thờ thần tài, nhất là những ngày cúng thần tại hàng năm, mùng 1 và ngày rằm hàng tháng. Ngoài việc cúng thần tài ra thì phải lưu ý đến giờ cúng thần tài tốt để kích tài lộc và tăng vượng khí để gia chủ được buôn may, bán đắt, mọi chuyện thuận lợi, tránh vận xui tại cửa hàng. Chuyên gia phong thủy đưa ra lời khuyên dành cho các quý cửa hàng và các quý bạn khung giờ tốt nhất để cúng thần tài, thắp hương thần tài là từ 7 giờ đến 9 giờ, tức giờ thìn sẽ đem đến nhiều tài lộc và may mắn, tăng vượng khí lưu thông tại cửa hàng. Ngoài việc cúng, vái thần tài mỗi ngày ra thì mọi người cũng phải lưu ý thực hiện long trọng hơn vào các thời điểm trong năm
như ngày mùng 10 âm lịch hàng tháng thì cúng bàn thờ thần tài và ngày mùng 2 và 16 âm lịch hàng tháng thì nên cúng cô hồn. Ở những thời điểm nêu trên, chúng ta phải chứng kiến bánh trái, rượu, nhang đèn, giấy tiền vàng bạc đầy đủ. Mục đích là thể hiện lòng thành với thần linh cũng như phong linh với người đã khuất. Điều này có thể giúp gia chủ nhận được sự độ trì của các thần tài, thổ địa. Đồng thời các phong linh sẽ không quấy phá trong việc kinh doanh, công việc sẽ trở nên thuận lợi. Như ở phía trên, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ đến quý vị và các bạn những điều cần phải biết về việc thắp hương cũng như cúng thần tài sao cho đúng nhất. Ngoài ra, có một số những vấn đề có liên quan và ảnh hưởng trực tiếp tới việc phát huy tác dụng độ tài của bàn thờ thần tài. Mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo. Thứ nhất là về văn tế cầu khấn. Khi chúng ta thực hiện thắp hương cũng chỉ là hình thức thể hiện sự tôn trọng, mời gọi thần linh về phù hộ, độ trì. Kể đến mỗi người cần phải dùng những lời văn tế thật cẩn trọng, thành tâm, thể hiện rõ ước nguyện của mình thì các vị thần linh mới chứng giám cho. Nếu muốn tìm hiểu thêm, các bạn có thể xin lời khuyên từ thầy phong thủy, dày dặn kinh nghiệm hoặc các vị Phật tử tu trong chùa về vấn đề này. Thứ hai là về thắp hương và cầu kinh, niệm Phật. Ngay từ bước đốt nhang, mọi người phải thực sự chú tâm, đặt hết lòng tin, sự kính trọng vào để hương khói gửi đưa lời nguyện cầu đến thần linh hiệu quả nhất. Khi cắm hương cũng phải chú ý cắm cho thật thẳng, thể hiện được sự liêm chính, không bao giờ đổi rời. Có như thế thì khói hương mới đưa gọi tâm ý của chúng ta đến với những linh hồn âm thế, các bậc thần thánh hiệu nghiệm nhất. Quý vị thân mến, mong rằng với những chia sẻ bên trên sẽ phần nào giải đáp được thắc mắc của các gia chủ. Trong cuộc sống này, có thờ thì mới có thiêng, có kiêng thì mới có lành. Phong Thủy Gia Cát mong rằng các bạn sẽ thực hiện đúng việc thờ cúng thần linh để có thể nhận được sự phù hộ, độ trì của các bậc thần thánh. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.